Sáng ngày 29 tháng 12, đồng chí Phạm Thị Mai Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng một số phòng ban chuyên môn đã chúc mừng động viên các đơn vị khóa sổ ngân sách năm 2023, bao gồm Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Sông Công, Chi cục Thuế khu vực Sông Công Đại Từ, Kho bạc Nhà nước Sông Công, Bảo hiểm xã hội, Tổ chức Tài chính vi mô tình thương Quỹ tim Sông Công, khối các ngân hàng bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Nam Thái Nguyên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo báo cáo của lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Sông Công Đại Từ, năm 2023 là năm gặp nhiều khó khăn nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các giải pháp quyết liệt hiệu quả, thu ngân sách tính đến ngày 28 tháng 12 đạt trên 1.061 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch tỉnh giao và vượt 8% kế hoạch thành phố giao. Năm 2023, cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước Sông Công đã nỗ lực thực thi nhiệm vụ, xử lý dứt điểm chứng từ của các đơn vị. Trong những ngày cuối cùng của năm, Kho bạc Nhà nước đã rà soát, đối chiếu số liệu đảm bảo khớp, đúng đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, sẵn sàng thực hiện triệt để các nhiệm vụ chi được quyết toán đến hết tháng 1 năm 2024 và các nhiệm vụ của ngân sách năm 2024. Năm qua, các ngân hàng trên địa bàn đã bám sát mục tiêu tập trung huy động vốn để phục vụ nhu cầu cho các doanh nghiệp, cải thiện môi trường tín dụng, tăng cường khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp, trong đó tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn thành phố đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 ước đạt 8.300 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Với Phòng Tài chính Kế hoạch năm 2023, Phòng đã tham mưu tốt với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố điều hành chi ngân sách linh hoạt đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ. Về động viên các đơn vị tài chính khóa sổ ngân sách năm 2023, các đồng chí lãnh đạo thành phố chúc mừng tới lãnh đạo công chức người lao động các đơn vị, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Chào đón năm mới 2024, các đồng chí lãnh đạo thành phố mong rằng các đơn vị ngành tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và kết quả đạt được, nỗ lực sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần để thành phố Sông Công phát triển nhanh và bền vững.